tại đang là 3 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 9 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng 8. Trên màn hình quý vị hiện tại đang là một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ gỗ. Thì bộ sản phẩm của chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của một anh khách hàng, hiện tại anh đang công tác ở bên nước ngoài. Nhờ quê anh ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Thì đây là một đôi cuốn thư câu đối dòng hóa, mai hóa, có kích thước là 197, cao 97. Đây là hình ảnh của chiếc cuốn thư. Sản phẩm thì được chế tác từ 100% chất liệu gỗ gụ. Tôi giới thiệu chi tiết hơn, đây là chiếc cuốn thư. Ở giữa chiếc cuốn thư là được chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Đấy, ngoài ra bên trên này là những phần hoa văn. Hoa văn thì đó là hình tượng rồng. Rồng trâu đấy, có một bông hoa hồng đấy. Thì toàn bộ đường nét đục chạm rất là sắc nét và cực kỳ là tinh xảo đây. Những cái đầu rồng rồi chúng tôi chắp nổi lên. Quý vị thấy những cái độ cân bằng ở đây. Đấy, đường nét rất là đẹp. Chính giữa trung tâm là một bông hoa hồng đấy. Thì tinh xảo luôn. Ngoài ra ngoài này có những cái chú chim điểu, ngoài hoa mai, chim điểu hoa mai đây, bên này cũng vậy, đốc này. Đó, 3 chữ Đức Lưu Quang ở trên nền gấm và ở giữa là đầu hổ phù. Ngoài ra ở hai bên là có hình tượng cây bút và thanh kiếm, thì tượng trưng hình ảnh của người quân tử là văn võ song toàn. Đấy, bức cuốn thư này theo quan niệm dân gian thì là nó tượng trưng cho một bức bình phong, có thể ngăn chặn được những cái luồng khí độc xâm phạm vào không gian phòng thờ cũng như ngôi nhà của bạn. Nó mang rất là nhiều ý nghĩa. Còn hai bên là hai hàng câu đối. Có kích thước là dài cũng là 197 luôn, được chạm hàng chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, mà một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thì đôi câu đối này có ý nghĩa là cũng như là lời răn dạy của tổ tiên cho con, thì ghi nhớ những truyền thống tốt đẹp của dòng họ, cũng như là lời răn dạy của ông bà tổ tiên với con cháu. Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, nghĩa là cũng có ý nghĩa khác là theo nghĩa Hán Việt là thờ phụng tổ tiên thì là sẽ muôn đời thịnh, mà là con cháu ngoan hiền là vạn đại vinh, là muôn đời vinh quang ấy. Tôi giới thiệu sơ qua ý nghĩa của bộ cuốn thư câu đối này, ý nghĩa như vậy. Đấy, thì câu đối được đục chạm mà dòng hóa mai ở phía trên. Bên dưới này là những cái phần chữ trên nền gấm là cũng được chạm trổ rất là sắc nét và tinh tế. Ở đây sản phẩm chúng tôi để mộc nên là màu nó trắng như này đấy. Độ ánh sáng buổi chiều nữa, ánh sáng nó không được chuẩn lắm. Đó, đây là vân gỗ gỗ đấy quý vị. Đó. Đó, gỗ lạt thì rất là đẹp rồi. Đây, tôi quay chiếc cầu đối bên này. Lướt hết lượt. Anh khách hàng có xem được cũng như là giới thiệu đến quý vị khán giả. Đó. Thì quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Thùng 8 theo số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ này. Quý vị xem thêm một số sản phẩm khác của chúng tôi ở tại website đồ gỗ thùng 8.com. Tôi sẽ để link của hình ảnh sản phẩm ở dưới phần mô tả video để quý vị có thể xem được chi tiết hơn. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video này nhé. Còn tôi xin kết thúc video để gửi tới anh khách hàng ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Nhưng hiện tại anh đang công tác ở bên nước ngoài. Và anh cũng đặt chúng tôi một số sản phẩm như là bàn ghế phòng khách hay là
sập thờ, đồng hồ cổ điển khá nhiều. Anh tên là Ti Hoa, đúng không anh? Khách hàng tên là Ti Hoa ở tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Rồi, xin cảm ơn mọi người nhé.